Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin xóa bỏ độc quyền vàng miếng, Thủ tướng Chính đập bể nồi cơm của Tổng Trọng. Nghị định số 24/2012 là nghị định 24 quy định nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Dư luận xã hội và giới chuyên môn cho rằng nghị định 24 đã tạo ra một cơ chế rất bất công, một hình thức móc tiền của dân thông qua các chính sách bất hợp lý mang tính độc quyền. Cụ thể, vàng miếng SJC do nhà nước độc quyền kinh doanh, sản xuất luôn có giá đắt hơn giá vàng thế giới gần 20 triệu đồng mỗi lượng, chênh lệch giữa giá bán và mua lên tới 3-4 triệu đồng mỗi lượng. Ngân hàng nhà nước sẽ xóa sổ chính sách độc quyền vàng miếng. Ngoài ra, chính sách này còn tạo điều kiện cho việc buôn lậu vàng từ nước ngoài vào thẳng Việt Nam. Cứ mỗi lượng vàng buôn lậu được dập theo khuôn mẫu của SJC, vàng miếng 99,99 và đem vào Việt Nam tiêu thụ thì giới buôn lậu được hưởng lợi ngay lập tức khoảng 15-16 triệu đồng mỗi lượng. Tờ báo Lao động vào ngày 29/12/2023 đưa tin với tiêu đề Ngân hàng nhà nước sẽ xóa sổ chính sách độc quyền vàng miếng. Bản tin cho biết theo đại diện Ngân hàng nhà nước, trong tháng 1/2024, một số cơ chế và cơ quan quản lý thị trường vàng miếng sẽ được sửa đổi, bổ sung thêm. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ trình báo tổng kết Nghị định số 24, trong đó có đề xuất sửa đổi bổ sung một số cơ chế quản lý thị trường vàng để phù hợp với bối cảnh chung của thị trường thế giới. Đáng chú ý, ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ khi Nghị định 24 được ban hành, công ty SJC không được sản xuất vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước chỉ thuê công ty SJC gia công vàng miếng khi có nhu cầu. Và hoạt động này được thực hiện dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Tuyên bố này của ông Đào Xuân Tuấn sẽ cho thấy có một sự hiểu sai lâu nay của công luận nghĩ rằng kể từ sau năm 2012, Nghị định 24 quy định công ty SJC được chọn độc quyền kinh doanh vàng miếng. Trong khi thực chất, việc sản xuất và kinh doanh vàng miếng hoàn toàn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam độc quyền sản xuất và quản lý. Nhãn hiệu SJC do nhà nước độc quyền được chọn làm thương hiệu vàng miếng quốc gia và là một thương hiệu duy nhất hoạt động trên thị trường. Như vậy, tuyên bố mới đây của Ngân hàng Nhà nước phải chăng là tín hiệu cho thấy chính phủ của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đang có chủ trương xóa sổ tệ nạn độc quyền trong quản lý và kinh doanh vàng miếng SJC? Nếu biết rằng Nghị định số 24 của chính phủ ra đời vào tháng 4/2012 nhằm tránh việc vàng hóa kinh doanh thương mại, đồng thời kiểm soát việc kinh doanh trên thị trường vàng. Kể từ đó đến nay, vàng miếng trong nước luôn cao hơn giá vàng miếng của thế giới, dao động từ 5 đến 15 triệu đồng mỗi lượng. Đặc biệt, những ngày cuối năm 2023 vừa qua, giá vàng trong nước còn cao hơn gần 20 triệu đồng mỗi lượng so với giá vàng quốc tế. Bằng chính sách độc quyền hơn 11 năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã kiếm biết bao nhiêu lợi nhuận từ tiền chênh lệch này, không ai biết con số cụ thể, song rõ ràng, toàn bộ mảng độc quyền kinh doanh vàng đã trở thành miếng mồi béo bở cho các nhóm lợi ích trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nhau kiếm trác. Hình ảnh một cửa hàng kinh doanh vàng tại Việt Nam. Nhà báo Ngô Hữu Nguyệt đã viết trên trang Facebook cá nhân một status với tựa đề Nhóm lợi ích vàng miếng. Tác giả đánh giá rằng không đâu như ở nước mình, người dân bị xẻ thịt từ chứng khoán, từ bảo hiểm ngân hàng cho đến giá vàng. Cũng không đâu như nước mình, giá vàng mua đi bán lại lập tức lỗ ngay mấy triệu. Cũng lạ lùng hơn, công ty SJC được chọn độc quyền kinh doanh vàng miếng một cách phi đại lý lại càng làm phi lý hơn một ổ nhóm lợi ích sừng sững mang tên SJC thao túng từ vàng cho đến chất lượng vàng mà không thấy ai chỉ mặt điểm tên. Đời thuở nào giá vàng trong nước lại chênh lệch đến mười mấy triệu so với quốc tế đến như thế. Chưa hết, đánh giá về hệ lụy xấu đối với nền kinh tế, về nguy cơ tạo ra sự bất ổn méo mó thị trường vàng và gây thiệt hại lớn cho khách hàng trong thời gian dài. Nhà báo Nguyệt Hữu còn cho rằng càng tận cùng của vô lý khi mua vàng không được kiểm tra chất lượng, phải giữ nguyên miếng vỏ bọc ni lông nếu không muốn bị giảm giá khi bán ra. SJC đã tự tung tự tác bao nhiêu năm nay, rõ ràng nếu không có sự đỡ đầu chia chác từ các đại quan, tuyệt đối không bao giờ có chuyện nhắm mắt cho qua để mà SJC lộng quyền đến như vậy.
mười mấy năm nay túi tham của họ vẫn chưa đầy. Hậu quả của chính sách độc quyền vàng miếng theo Nghị định số 24 cho thấy người dân bị thiệt hại đủ đường. Đó là việc luôn phải mua vàng giá cao nhất thế giới. Thị trường vàng bị độc quyền, không có sự cạnh tranh, dẫn tới thị trường vàng ở Việt Nam luôn luôn không minh bạch. Điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến khu vực kinh tế của tư nhân. Lâu nay, nhiều lãnh đạo của Việt Nam vẫn cho rằng tiền vàng trong dân còn nhiều lắm. Điều này thể hiện sự thèm khát kiểm soát toàn bộ số vàng đang có trong dân. Ông Tổng Bí thư già nua của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Nếu biết rằng Nghị định số 24 ra đời từ tháng 4 năm 2012, chỉ hơn một năm sau khi ông Nguyễn Phú Trọng trở thành Tổng Bí thư nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2011. Như vậy, nếu Thủ tướng Phạm Minh Chính muốn xóa sổ tệ nạn này, cũng có nghĩa là phải chăng Thủ tướng Chính đang tìm cách đập bể nồi cơm của Tổng Trọng và nhóm lợi ích của ông Tổng Bí thư. Tóm lại, việc độc quyền kinh doanh vàng hay độc quyền về chính trị đều không tốt. Đã đến lúc chính quyền cần làm rõ chuyện độc quyền kinh doanh sản xuất vàng miếng SCC, các quan chức lợi ích nhóm sử dụng chính sách này để mà trục lợi, cần phải xử lý nghiêm minh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin ngày hôm nay: xóa bỏ độc quyền vàng miếng, Thủ tướng Chính đập bể nồi cơm của Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vì sao Bộ trưởng Tô Lâm để quyền lực sa sút và bị hắt hủi so với lệ thưởng. Trong ngành tư pháp Việt Nam tồn tại một nguyên tắc bất thành văn, không chỉ đối với các quan chức cấp cao mà được áp dụng cả với các viên chức cấp thấp. Đó là nếu họ vi phạm pháp luật, thường được ưu ái hơn, được xử lý theo kiểu giơ cao đánh khẽ thay vì bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật. Vào ngày 29 tháng 12, tờ báo Dân Trí đưa tin với tiêu đề cựu cảnh sát giao thông bắt cóc trẻ em nợ 7 tỷ vì tiền ảo lãnh 20 năm tù. Đây là điều được dư luận đánh giá là hết sức bất ngờ so với lệ thường. Trước đó vào ngày 28 tháng 12, truyền thông nhà nước đưa tin ba cựu công an Thái Bình bị tù về tội dùng nhục hình. Theo đó, cựu công an tỉnh Thái Bình vào ngày 28 tháng 12 đã nhận tổng cộng 22 năm tù giam vì đã sử dụng nhục hình đối với người bị giam giữ. Hình ảnh cựu cảnh sát giao thông bắt cóc trẻ em nợ 7 tỷ đồng vì tiền ảo lĩnh tới 20 năm tù. Cụ thể, các ông Phạm Quang Hùng, nguyên đội trưởng đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, phó trưởng nhà tạm giữ công an huyện Vũ Thư bị kết án 11 năm tù. Trịnh Thanh Hùng, nguyên phó đội trưởng đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an huyện Vũ Thư bị kết án 10 năm tù. Và Nguyễn Trọng Giáp, cán bộ nhà tạm giữ công an huyện Vũ Thư bị án 15 tháng tù. Vụ án này liên quan đến một việc một nam nghi phạm tên là Bùi Văn Bích, sinh năm 1974, sống tại xã Trung An, huyện Vũ Thư đã chết bất thường tại nhà giam giữ công an huyện Vũ Thư vào hồi cuối tháng 2 năm 2022. Trở lại bản tin của tờ báo Dân Trí vào 29 tháng 12, bản tin cho biết Tòa Nhân dân Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo là cựu Thượng úy Nguyễn Đức Trung, cán bộ tham mưu Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc về tội danh bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Trước tòa, cựu Trung úy Công an Nguyễn Đức Trung khai vào năm 2019 túng quẫn vì nợ khoảng 6-7 tỷ đồng do đầu tư tiền ảo không còn khả năng trả nợ, nên Trung nảy ra ý định trộm cắp và ý định bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Chuyện này xảy ra trong bối cảnh những năm gần đây, dư luận xã hội hết sức bức xúc trước tình trạng tha hóa xuống cấp về đạo đức của lực lượng công an tại Việt Nam. Đa số người dân không còn tin tưởng vào lực lượng nhân danh, thanh kiếm và lá chắn với trách nhiệm là đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội, nhưng lại để xảy ra quá nhiều bê bối và nghiêm trọng khắp nơi. Nhưng việc cựu Thượng úy Nguyễn Đức Trung, cán bộ tham mưu Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc lĩnh mức án tới 20 năm tù giam là một sự kiện hết sức bất thường. Điều này có câu hỏi đặt ra là liên quan gì tới những đồn đoán gần đây của giới thạo tin khi cho rằng vòng vây Tô Lâm đã siết chặt, Tổng Trọng bật đèn xanh loại bỏ Bộ trưởng Bộ Công an hay không?
ông Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc là một thế lực đang lên. Theo đó, gần đây xuất hiện những đồn đoán liên quan đến mối bất hòa giữa Trưởng Ban Nội chính Trung ương, ông Phan Đình Trạc thuộc phe cánh chính trị Nghệ An, là một trong những thế lực lâu nay vẫn ủng hộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là người đang đứng đầu của Bộ Công an. Xin nhắc lại, giới thạo tin cho hay thời gian gần đây trước sự lộng hành của ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiết lộ với những nhân vật thân cận rằng ông rất muốn đưa Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thay thế cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đầy tai tiếng mà người dân khắp nơi trên thế giới đã biết với miếng đớp bỏ giáp vàng. Những vấn đề biến động nhân sự của Bộ Công an trong thời gian gần đây được cho là những động thái lót ổ chờ thời của ông Trạc và ban lãnh đạo phe Nghệ An. Tin cho biết tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, là một người đồng hương và được Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, đã quay xe chuyển sang phục vụ cho ông Phan Đình Trạc từ lúc nào. Đây lại là một thất bại nữa của Tô Lâm nếu việc đó xảy ra. Mới nhất vào ngày 12 tháng 12, tướng Nguyễn Duy Ngọc vừa được phong quân hàm Thượng tướng. Đó là lý do vì sao Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm không còn điều khiển được cơ quan cảnh sát điều tra mà chỉ có thể sử dụng và điều hành cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an. Dưới sự chỉ huy của Thượng tướng Lương Tam Quang, cũng là người đồng hương Hưng Yên của ông Tô Lâm. Và như vậy là phe cánh của ông Tô Lâm vẫn còn trong Bộ Công an khá mạnh, nhưng dường như đang dần lép vế. Bộ trưởng đầy tai tiếng Tô Lâm. Thậm chí có những tin đồn ác ý rằng các cuộc họp của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an trong thời gian gần đây, Bộ trưởng Tô Lâm không được mời tham dự, và người chủ trì thay ông Tô Lâm không ai khác chính là ông Phan Đình Trạc. Công luận thấy rằng lực lượng công an nhân dân dưới thời ông Bộ trưởng Tô Lâm đã vi phạm pháp luật hết sức nghiêm trọng từ Bắc vào Nam với đủ loại hình khác nhau, mà còn là phạm pháp có tổ chức nữa và có sự dung túng cho kẻ phạm pháp. Nguy hiểm hơn đó là việc công an viên biến trụ sở của công an trở thành nơi giao dịch, mua bán đồ ăn cắp một cách công khai mà hoàn toàn không bị xử lý. Phải chăng đó là hệ quả của tình trạng thượng bất chính hạ tắc loạn? Không chỉ trong nội bộ ngành công an mà cả thượng tầng kiến trúc của Bộ Chính trị của Việt Nam. Công luận cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phải trả lời cho nhân dân được rõ vì sao để cho lực lượng còn đảng còn mình tha hóa nghiêm trọng đến như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm d với bản tin vì sao Bộ trưởng Tô Lâm để quyền lực sa sút và bị hất hủi so với lệ thường. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm d.